Là thành viên của tập đoàn Daiichi Life, chúng tôi sinh ra với cam kết trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng. Chúng tôi lớn lên cùng với niềm tin, sự đam mê và những khát vọng sẽ mang đến những giá trị thiết thực và tốt đẹp nhất cho khách hàng và gia đình, đối tác cũng như cộng đồng người Việt Nam. Về một hướng với lòng quyết tâm, ý chí kiên cường, sự bản lĩnh, sự mạnh mẽ của tinh thần Daiichi Life, chúng tôi luôn tin rằng trải qua những thăng trầm và thay đổi, sự kết nối chính là yếu tố quan trọng trong hành trình 11 năm qua đã tôi luyện và tạo nên một tập thể Daiichi Life Việt Nam mạnh mẽ và kiên định của ngày hôm nay. Vượt lên mọi khó khăn, tinh thần của Daiichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao và viết tiếp câu chuyện sức mạnh của sự kết nối, câu chuyện của sự thành công, mang tên Daiichi Life Việt Nam.